So với những đội tuyển khác, Brazil năm nay chính là đội tuyển công bố đội hình sớm nhất tham dự World Cup. Ở vị trí thủ môn, ba cái tên nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Tite là thủ thành Alisson của AS Roma, Ederson của Manchester City và Cassio của Corinthians. Đây đều là những thủ môn có phong độ cao trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, xuất phát chính gần như sẽ thuộc về Alisson, khi thủ thành sinh năm 92 chính là thủ môn số 1 trong suốt quá trình vòng loại của Selecao. Anh chỉ ngồi ngoài đúng 2 trận đấu. Ở hàng thủ, trường hợp đáng tiếc nhất chính là sự vắng mặt của Dani Alves. Trong trận chung kết cúp quốc gia Pháp mới đây, anh đã gặp phải một chấn thương khá nặng và dự kiến mất đến 6 tháng để có thể hồi phục. Thay thế vị trí của anh tại đội tuyển sẽ là Fagner, người đang chơi cho câu lạc bộ Sao Paulo. Cặp trung vệ của đội bóng áo vàng xanh sẽ là Thiago Silva và Miranda, trong khi Marcelo chắc chắn có một suất bên cánh trái. Philippe Luiz sẽ là sự lựa chọn của huấn luyện viên Tite khi mà Alves không thể tham dự. Dự bị cho họ sẽ là Marquinhos, Geromel, Danilo và Fagner. Với sơ đồ ưa thích 4-3-3, sẽ có một suất cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây sẽ là cuộc đua giữa Casemiro và Fernandinho. Ở vòng loại, dù để Fernandinho chiếm suất đá chính khi anh gặp phải chấn thương, nhưng gần như ngay lập tức, Casemiro có thể lấy lại được vị trí này khi bình phục hoàn toàn. Chính vì thế, tiền vệ của Real Madrid đang chiếm lợi thế trong cuộc đua này. Hai cầu thủ còn lại ở hai tiền vệ sẽ là Paulinho và Augusto. Cái tên Renato Augusto sẽ khiến nhiều người thắc mắc rằng tại sao anh lại có mặt trong đội hình Selecao. Ở vòng loại, cầu thủ hiện đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc đã có 15 trên 16 trận đá chính. Chính vì thế gần như anh và Paulinho sẽ chắc suất chơi ở World Cup 2018. Suất dự bị còn lại thuộc về tiền vệ đang lên của câu lạc bộ Shakhtar Donetsk, Fred. Trên hàng công, dù có tới 3 suất, nhưng đây là vị trí có sự cạnh tranh quyết liệt nhất của đội tuyển Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong khi Neymar chắc chắn phải có tên. Thì hai vị trí còn lại sẽ là cuộc đua giữa 6 cái tên sáng giá: Douglas Costa, Willian, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus và Tyson. So với những cầu thủ còn lại, Willian đang chiếm nhiều ưu thế nhất với 17 trận góp mặt, trong đó có 11 trận đá chính. Cầu thủ của Chelsea được dự đoán sẽ chiếm một suất đá chính ở vị trí tiền đạo cánh phải. Dự bị cho anh sẽ là Douglas Costa của Juventus. Trong khi đó, cơn đau đầu của Tite sẽ đến ở vị trí trung phong, nơi mà Gabriel Jesus và Roberto Firmino đều xứng đáng có một suất với phong độ cực cao trong mùa áo Man City lẫn Liverpool. Suất dự bị còn lại gần như sẽ thuộc về Tyson. Trong khi đó, Philippe Coutinho với lối chơi đa năng, khi có thể đá trên hàng công hoặc kéo xuống đá thấp ở hàng tiền vệ, nên rất có thể anh sẽ được huấn luyện viên Tite sử dụng nhiều trong kỳ World Cup sắp tới. Cầu thủ của Barca đã có 13 trận đá chính ở vòng loại nhưng bị thay ra tới 12 lần. Chính vì thế mà Coutinho được đánh giá phù hợp với suất dự bị chiến lược cho Brazil ở Nga trong mùa hè tới đây.